Kiếm Can Dương Mạc Tà, ân oán từ đôi kiếm uyên ương. Kiếm Can Dương Mạc Tà là bộ phim điện ảnh võ thuật Trung Quốc, phim lấy bối cảnh thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hai quốc gia Sở và Ngô thường xuyên giao chiến với nhau. Sở Vương ám ảnh về thanh kiếm vô địch thiên hạ nên đã ra lệnh cho hơn 100 thợ rèn trên khắp đất nước rèn ra một loại vũ khí tối thượng cho mình. Tuy nhiên chưa có ai đáp ứng được yêu cầu của Sở Vương khiến ông ta nổi cơn thịnh nộ và định giết hết tất cả mọi người. Sau đó, Can Tương, một cao thủ rèn kiếm đã ở ẩn, được mời đến để rèn vũ khí cho Sở Vương. Bị ép vì tính mạng của 100 thợ rèn, Can Tương đã nhận lời. Anh cùng vợ là Mạc Tà đã rèn ra một đôi kiếm, lấy tên hai vợ chồng đặt tên cho vũ khí. Can Tương mang theo thanh kiếm Mạc Tà vào cung, dâng lên Sở Vương. Thanh kiếm mới khiến Sở Vương vô cùng đắc ý nhưng hắn hạ lệnh giết luôn Can Tương, do sợ bị phản bội. Không thấy chồng trở về, Mạc Tà hiểu chuyện không may đã xảy ra, nên luôn giấu giếm con trai của hai người là Xích, không cho con mình học võ vì luôn lo sợ Xích lớn lên sẽ tìm Sở Vương trả thù. Tuy nhiên Xích càng lớn càng tinh thông võ thuật. Khi trưởng thành, anh đã mang theo thanh kiếm còn lại của đôi kiếm là Can Tương vào kinh thành, một mình chiến đấu với Sở Vương trả thù cho cái chết của cha mình. Hành trình này sẽ đưa anh đến đâu?